Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 14 tháng 3 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu xu hướng giảm nhẹ. Theo đó, tôm thẻ size 30 con lớn giá 158.000 đồng, size 30 con nhỏ giá 155.000 đồng 1 kg. Size 40 con có giá 134.000 đồng. Size 50 con giá 130.000 đồng 1 kg. Size 60 con có giá 123.000 đồng. Size 70 con giá 120.000 đồng 1 kg. Size 80 con có giá 112.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 100.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm đặc trị giun sáng và ký sinh trùng trên cá da trơn. Sản phẩm APA Ivermectin của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano hợp nhất APA. Với thành phần Ivermectin, Ivermectin giúp phòng trị hiệu quả hiện tượng giun sáng ký sinh ở cuốn mật, làm cuốn mật sinh to, gây tắc mật, sưng mật, vàng thịt, vàng da. Ivermectin còn giúp đặc trị hiệu quả các loại ký sinh trùng phổ biến trên cá da trơn như giun tròn, sáng lá đơn chủ, vi bào tử trùng, trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa. Về thông tin và hướng dẫn sử dụng, mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.